Liên Thành, đợi đã. Đã, cậu không thích nghe thì cháu không nói nữa, đi chậm thôi. Cứ đuổi theo thế này cũng không phải là cách. Mệt quá, không thở nổi mất. May quá, chị Dục có đang giận cũng không mặc kệ mình. Cảm ơn cậu Liên Thành. Theo sát vào. Chủ đề trên máy bay đúng là đã chọc giận Liên Thành rồi. Bỏ đi, vốn dĩ Tự Lập không phải là cứu nó là được. Sau này từ từ nói với cậu ấy vậy. Chị Cả Cả, anh Liên Thành. Nha nha, không phải chỉ muốn kiểm nghiệm được rượu vang gì đó sao, đồ đâu rồi? Đồ trước mặt người này luôn sao? Anh ấy là Kỳ Mặc, em có thể đảm bảo anh ấy là người của mình, chị Khả Khả yên tâm. Đi thôi, bọn em đưa chị đến thăm ông ngoại. Ông ngoại, bác Đông Phương. Lão ra nhìn kìa, cô Khả Khả và cậu Liên Thành đến rồi. Cái gì? Bác Đông Phương, cơ ngực có thể gặp được bác ở đây. Là cậu già chiếu cố tôi để tôi có thể tiếp tục chăm sóc lão gia. Mình tưởng già chỉ cho ông ngoại ra ngoài, không ngờ còn chịu chiếu cố cho cả bác Đông Phương nữa. Nhất định là anh ấy biết mình sẽ không yên tâm nên mới sắp xếp trước như vậy. Cái tên này thật là vì mình mà chịu thỏa hiệp rất nhiều. Lão gia bên này mọi thứ đều tốt, chỉ là thỉnh thoảng vẫn phát bệnh tim. Cô vừa nói để làm hòa với từng vị ương, lão gia nghe xong rất vui. Thấy ông khỏe, mạnh là cháu yên tâm rồi. Chị Cả Cả, giờ chị có tiện ra ngoài không? Ông có thói quen ngủ buổi chiều, ông đã ngủ rồi, chị có thể ra ngoài được. Vậy em gửi địa chỉ qua cho chị đến đây có người muốn gặp chị. Ấy, người đó là... Du Phi Yên. Lâu rồi không gặp, danh Khả. Phẫu thuật thuận lợi chứ? Ừ, rất tốt, chuyện quá khứ cũng đã nhớ lại rồi. Chuyện của Du Phi Yên cũng đã nhớ lại. Tôi biết cô ấy tự làm tự chịu, không trách cô và đội trưởng Liên Thành. Cô ấy đã nhớ lại mọi chuyện, bao gồm cả tình yêu của cô ấy đối với Dạ. Đặt mình vào vị trí của cô ấy, bây giờ chắc hẳn rất khó xử. Cô ấy từng yêu Dạ đến vậy, ngay cả tính mạng của mình cũng không màng. Còn cả Dật Dương, tình cảm giữa hai người cũng rất phức tạp. Sau này cô định thế nào? Sẽ quay về bên cạnh Dạ sao? Không ngờ cô ấy lại hỏi trực tiếp như vậy. Cô không để ý sao? Nói thật, tôi thực sự rất nhớ tiên sinh. Tôi tin tình cảm Dạ dành cho tôi, cũng tin vào nhân cách của anh ấy. Quan trọng hơn là tình cảm giữa cô và Dật Dương vẫn chưa được giải quyết. Cô rất lo lắng cho anh ấy phải không? Dật Dương, tôi tin anh ấy sẽ không phản bội tiên sinh. Nếu cô gặp anh ấy, có thể cố gắng giúp anh ấy không? Dù Phi Yên không biết Dật Dương phản bội là do Dạ sắp xếp. Giờ, sao? Giờ chuyện này vẫn cần phải giấu cô ấy. Được, tôi sẽ cố gắng. Nói về virus được lấy ra từ người cô đi. Phi Yên dùng nó để điều khiển sao? Virus trên người tôi có thể biến thể. Nhưng đợt virus trước đó, tương đối ổn định. Những người được cấy đợt virus đầu tiên còn phải quay lại tổ chức hàng tháng để được tiêm thì sẽ không sao. Liên tiếp 3 tháng không tiêm sẽ chết. Lâm Sở Hàn nói trong cơ thể anh ấy chỉ còn một đợt virus là loại đầu tiên đó sao? Chị Khả Khả, qua đây một lát. Chị Khả Khả, mẫu rượu vang đỏ chị đưa cho em có vai thêm một loại thuốc có thể gây cảm giác hưng phấn, thậm chí là gây ảo giác. Các thành phần trong loại thuốc này đều là những loại đã biết, kết hợp lại thành một loại thuốc mới chưa có tên khoa học, em gọi nó là ít. Là loại thuốc mới còn chưa có cả tên khoa học. Nhưng quan trọng hơn là đây không phải là lần đầu tiên em thấy loại thuốc ít này. Chị Khả Khả, lần trước chị gửi em mẫu máu của Long Kính, em cũng đã phát hiện thuốc ít này trong đó. Chủ nhân của rượu vang và bệnh của Long Kính đó có thể liên quan mật thiết với nhau. Chị lấy lại rượu vang này từ đâu vậy? Nếu có người có thể điều chế ra loại thuốc ít này nhất định là siêu cao thủ trong lĩnh vực y học. Chủ nhân của chai rượu này em đã từng gặp rồi, em còn nhớ không? Cô ấy tên là Nhạc Thanh Nhã. Nhớ thì nhớ, nhưng chẳng phải cô ấy là người thân của Long Kính sao? Nhã rõ ràng là người thân của Long Kính, vậy mà lại có thể. Mọi chuyện trong nhà họ Long đều phức tạp như vậy, muốn biết rõ thì phải dùng chút thủ đoạn. Liên Thành. Hả? Cháu có chuyện muốn hỏi cậu, cậu nhất định phải trả lời, nếu cậu không nói, cháu sẽ tuyệt giao với cậu. Lấy việc tuyệt giao để ra, y hiếp tôi.